Tập 591 đuổi theo bố trong chuyến công tác của ông ấy. Bố thông báo với cả nhà về chuyến đi công tác sắp tới ở Toba, tỉnh Mie. Nghe đến đây, mẹ và dì Musae đều nghĩ đến ngọc trai vì vùng này nổi tiếng về sản xuất ngọc trai. Hima cũng rất hứng thú với điều này. Toba cũng nổi tiếng với tôm hùm và thịt bò mật Susaka. Mọi người sẽ rất vui nếu chúng trở thành quả khi bố trở về. Bố cho rằng mình không phải đi chơi hưởng thụ mà là đi công tác. Mẹ chuyển qua chỉ cần ngọc trai, giá chắc chắn sẽ rẻ hơn 20-30% so với mua ở gần nhà. Nhưng bố cho rằng nó vẫn sẽ mắc khiến mẹ muốn hờn dỗi. Mọi người đều cảm thấy ganh tị với chuyến đi không mất phí này của bố. Mẹ tiễn bố đi công tác rồi vội vã đưa Shin đến trường bằng xe đạp vì không chuẩn bị kịp cho Shin đi xe bus của trường. Shin ngồi sau mẹ thắc mắc về tình hình của bố, nghĩ về bữa ăn có tôm hùm hoặc thịt bò mật Susaka trong khi mình chỉ có cơm mẹ nấu. Hai mẹ con mải nói chuyện không để ý xe ô tô lao tới, may mà nó không nguy hiểm. Mẹ nghĩ về chuyến du lịch của cả gia đình, bố đi công tác nên không lo chi phí đi lại. Shin và Hima được miễn phí đi tàu đối với trẻ nhỏ, cho nên thay vì sẽ đi du lịch gia đình đến Mie trong tương lai, bây giờ nó rẻ hơn nhiều. Nghĩ đến đây, mẹ liền quay đầu xe chở Shin quay lại nhà, chuẩn bị đồ nhanh chóng và chào Musae trước khi rời đi. Thoát cái mẹ, Shin và Hima đã ngồi trên tàu đi đến Mie. Shin vẫn chưa tin được là mình thật sự sẽ đến Mie, còn mẹ rất háo hức chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi lần này. Khi người soát vé hỏi chuyện thì Shin nói với anh ấy về việc mẹ chớp cơ hội khi trẻ em được miễn phí vé tàu để đi du lịch khiến mẹ rất ngại ngùng. Shin và Hima tò mò hóng cảnh quan qua cửa sổ thì bị mẹ nhắc nhở ngồi ghế đúng cách. Khi ngồi xuống, Shin hỏi mẹ sẽ giải thích sao với bố khi đột nhiên xuất hiện. Mẹ nghĩ đến cảnh lãng mạn rằng khi gặp chồng sẽ ôm chồng và nói do mình cô đơn quá, có phải mình khờ khạo không? Chồng sẽ rất vui vì sự xuất hiện của cô, nhưng chỉ nghĩ thế thôi. Mẹ nói với Shin rằng chưa nghĩ tới. Shin bó tay với những người không suy tính cho tương lai. Cuối cùng ba mẹ con cũng đến được Mie. Bố được cô đồng nghiệp là Mieno tháp tùng và hướng dẫn trong chuyến đi lần này. Họ vừa lái xe qua thì ba mẹ con cũng đang đi bộ tới thay vì đi taxi vì mẹ muốn tiết kiệm tiền. Nơi đầu tiên họ ghé thăm là khu ngọc trai, thăm tượng người đầu tiên nuôi ngọc trai, rồi đến quy trình sản xuất ngọc trai. Xin hỏi mẹ về khu vui chơi rồi quay đầu nhìn qua thấy bố liền báo mẹ, nhưng mẹ cho rằng bố đang đi làm nên không thể nào xuất hiện ở đây. Xin bèn chơi oản tù tì với mẹ và dùng tay chỉ dẫn hướng cho mẹ nhìn. Mẹ nhìn qua thấy bố đang đứng cạnh một cô gái trẻ. Xin cho rằng bố có công việc và tình cảm đều hanh thông. Quay lên nhìn thì mẹ đã tức giận lửa bùng cháy đùng đùng trên đầu. Ba mẹ con bắt đầu đi theo bố từng nơi, đến khu nữ trang ngọc trai mẹ vẫn đang tự hỏi rốt cuộc bố đang làm việc gì. Xin dịch họ đang nói chuyện về việc bố sẽ mua bao nhiêu ngọc trai tùy thích cho cô gái khiến mẹ càng tức giận dí đầu Xin. Bố và Mieno rời đi, ba mẹ con cũng lúi cúi đi theo thì Hima lên tiếng chỉ mẹ chỗ nữ trang ngọc trai. Bố đang nghĩ nếu mẹ và Hima ở đây chắc họ sẽ chảy nước dãi khi nhìn thấy chỗ nữ trang này. Bên góc khác quả là hai người đang vừa nhìn chỗ nữ trang vừa chảy nước dãi thèm thuồng. Đến khu xem người ta lặn lấy chai thì có một cô gái rất dễ thương. Bố nghĩ nếu Shin ở đây chắc sẽ ầm ĩ. Bỗng có tiếng Shin gọi cô gái vang lên khiến bố giật mình quay lại rồi tự nhủ không đời nào Shin lại ở đây. Lúc này mẹ đang dùng tay bịt miệng ngăn Shin lại. Tiếp theo họ đến thăm thủy cung, Mieno giới thiệu qua với bố và bố thấy càng lúc càng tuyệt vời. Mẹ nghe thấy nên khá bực dọc nhại lại lời của bố. Shin đang hào hứng xem sinh vật biển cũng bị mẹ bế lên để tiếp tục theo dõi bố. Cá mập đang rất hung dữ dọa người xem bỗng khựng lại sợ sệt một cái gì đó. Thì ra Shin đang áp mông mình vào kính lắc lư khoe. Mẹ nói Shin dừng ngay việc chuyện làm ngu ngốc đó lại. Người đàn ông để ý ba mẹ con đang lén lút không để ý nên vấp cầu thang té phát ra âm thanh lớn. Ba mẹ con quay lại nhắc nhở anh ta giữ yên lặng. Bố nhờ Mieno chụp giúp một tấm hình để khoe với con cái sau này. Shin cũng nhảy vô khung hình muốn chụp ké nhưng bố vẫn chưa phát hiện. Mieno báo về việc có đứa trẻ phá đám. Bố tức giận muốn nhìn thấy mặt bố mẹ cậu bé nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ chụp tấm hình khác. Shin lại bị mẹ lôi ra một góc ký đầu vì nguy cơ để lộ tung tích với bố. Mẹ quyết tâm chụp lại để có bằng chứng và nhờ Shin hỗ trợ nhưng Shin đã biến mất từ hồi nào. Shin đi qua và phải bố. Bố theo thói quen nhắc Shin cẩn thận. Khi Shin rời đi bố mới ngờ ngợ nhưng lại tự bảo không đời nào Shin lại có mặt ở chỗ này. Shin gặp lại mẹ ở gần cầu thang và báo cho mẹ về vị trí bố đang có mặt. Khi đi qua một chú hải cẩu mập mạp, Shin cho rằng đó là ngoại hình của mẹ cậu 3 năm sau khiến mẹ tức giận và yêu cầu cậu tiếp tục đi. Bố cùng cô Mieno đang xem biểu diễn cá heo khá vui vẻ. Shin cũng vui vẻ hò hét gây sự chú ý của bố nhưng khi bố quay lại thì không thấy ai. Shin vừa bị mẹ kéo xuống khỏi ghế và mắng cậu vì sự bất cẩn. Bố cho rằng Shin và Hima nếu xem được sẽ rất vui. Ở góc bên trên hai đứa cũng đang xem biểu diễn rất vui. Mẹ đưa điện thoại muốn chụp bằng chứng hai người kia đang ở bên nhau nhưng vị trí của họ quá xa. Mẹ ước có thể đến gần hơn nhưng sợ gây sự chú ý nên Shin đã giúp mẹ. Cậu đi đến gần sát hai người rồi chổng mông chụp hình hai người đang trò chuyện vui vẻ. Mẹ ngồi ở xa nóng lòng cố gắng dặn Shin chụp được hình càng sớm càng tốt. Shin chụp được hình thì nhanh chóng rời đi nhưng lại vừa đi vừa tung điện thoại. Bố cầm điện thoại tính chụp sư tử biển lưu lại khoe với Shin thì Shin ngay lúc này đang tung điện thoại ngay sân khấu.
Bố để ý điện thoại nên không nhìn thấy Shin, chỉ biết có một đứa trẻ chạy quanh sân khấu qua lời kể của Mieno. Bố một lần nữa tức giận và muốn nhìn thấy mặt của bố mẹ đứa trẻ. Shin cuối cùng cũng lết về được chỗ ngồi đưa thành quả chụp được cho mẹ. Mẹ mở ra thì kết quả chỉ có được tấm hình chụp hai trái bóng mờ ảo. Không phải hình hai người mẹ muốn, nhìn xuống chỗ hai người thì họ đã đi từ hồi nào. Quay quanh nhìn thì thấy họ đã ra đến gần cửa. Mẹ bắt taxi đi theo xe của bố và Mieno. Bác tài xế hỏi họ về thủy cung nhưng Shin nói với bác bố cậu đang ngoại tình, họ đang đi theo nên họ không thực sự thích thủy cung. Mẹ nhắc Shin yên lặng nhưng Shin lại hỏi bác tài xế đã từng ngoại tình chưa. Bác tài xế nói chưa nhưng tay lái của bác có vẻ không còn chắc chắn như trước nữa. Đến khách sạn Mieno đang đăng ký phòng, bố đang cảm thán rằng chuyến công tác của mình thật may mắn khi được đồng hành cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Bố cảm thấy như một cuộc hẹn hò và nếu mẹ bắt gặp cảnh như vậy thì chắc chắn mẹ sẽ hiểu lầm và xuất hiện với một khuôn mặt tuyệt vời. Mẹ bỗng xuất hiện trước mặt bố với khuôn mặt tức giận đẫm nước mắt đúng như bố tưởng tượng. Bố đang cảm thấy khuôn mặt đó đúng đắn thì ăn một chưởng như trời giáng của mẹ khi chưa định thần. Mẹ liên tục xin lỗi Mieno vì đã hiểu lầm cô. Mieno cho rằng không có vấn đề gì lớn. Shin buông lời tán tỉnh Mieno thì bị mẹ nhắc nhở. Bố thắc mắc sao mẹ lại đón con từ trường mẫu giáo. Mẹ rót bia cho bố để xin lỗi. Bố mới đầu vui vẻ nhận nhưng lại nhắc nhở mẹ đừng gian lận. Mẹ giải thích rằng vì cũng muốn đến đây, không thể để chỉ một người được thăm thủy cung, một người ăn bữa tiệc thịnh soạn. Ba mẹ con có vẻ cùng đồng tình. Mieno cho rằng họ là một gia đình vui vẻ. Bố và mẹ chỉ biết cười trừ. Sau tất cả họ cũng cùng nhau thưởng thức những món ngon của bữa tiệc. Mẹ nói với bố về món đồ giảm giá 20% so với bình thường nên được giảm 20.000 yên. Bố tính toán rồi phân bua rằng mình không có mua món đồ nào cả thì mẹ cầm một chuỗi ngọc trai lên khoe. Mẹ đã mua với hóa đơn thanh toán hàng tháng 10.000 yên trong vòng 8 tháng. Mọi người tiếp tục thưởng thức những món ăn tuyệt vời. Bố vẫn đang thẫn thờ với việc phải thanh toán 10.000 yên trong vòng 8 tháng. Bố không còn nếm được mùi vị của bất cứ thứ gì nữa. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 847 phần 1 tim tôi đập thình thịch trên điện thoại thông minh. Mẹ đang nằm xem phim, một bộ phim tình cảm lãng mạn, em Hima cũng nằm xem cùng mẹ. Chán quá em Hima đã thấy điện thoại của mẹ để trên bàn, em leo lên lấy mà mẹ không biết. Em Hima lấy điện thoại của mẹ nghịch bấm gọi cho bố, trong khi bố đang làm việc, bố nhận được cuộc gọi từ số của mẹ. Bố nghĩ mình đã dặn trước là trong khi mình làm việc thì chỉ nhắn tin sao nay lại gọi không biết. Bắt máy lên thì nghe tiếng Hima đang nói, Hima lỡ tay bấm tắt loa đi nên đã đưa điện thoại cho mẹ nhưng mẹ mê phim rồi nên không để ý đến. Đến đoạn bộ phim đầy cảm xúc mẹ cũng nói theo những lời thoại trong phim, bố nghe xong liền la lớn mọi người ai cũng nhìn bố. Sau đó bố hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi phòng làm việc, lại tưởng tượng ra cảnh mẹ đang tình cảm với người đàn ông khác, bố đã tức điên lên rồi. Còn Hima kêu hoài mẹ không nghe nên đã vứt điện thoại làm cúp nguồn luôn. Bố thấy vậy liền gọi về điện thoại ở nhà nhưng do Shin đang nói chuyện điện thoại với bạn bè nên cũng không gọi được. Bố lại tưởng tượng ra cảnh mẹ đã rút điện thoại và gia đình tan vỡ vì việc này. Bố đang tưởng tượng trong sự tức giận. Bố nghĩ ra rồi mình lấy lý do đi ra ngoài gặp khách hàng để về nhà kiểm tra. Lúc này anh đồng nghiệp đến nghe bố bảo đi ra ngoài gặp khách hàng thì anh ta nói khách hàng đã đến rồi mà. Trong khi đi đến văn phòng gặp khách hàng, anh đồng nghiệp đang nói chuyện về việc khách hàng muốn hủy hợp đồng, nhưng trong đầu bố lại đang nghĩ về việc ở nhà nên không để ý đến. Trong văn phòng khách hàng đang nói về hủy hợp đồng, anh đồng nghiệp thì đang cố gắng thuyết phục khách hàng, còn bố thì đang suy nghĩ hay là mình giả vờ đau bụng để về nhà. Cầu mong mọi việc tồi tệ đừng xảy ra, ngồi hồi hộp lo sợ không chú ý gì đến cuộc nói chuyện. Nhưng khi nghe anh đồng nghiệp nói đến câu em đã có cảm xúc này, bố nghĩ ngay đến lời mẹ đã nói. Trong đầu lại hiện ra cảnh mẹ đang ôm người đàn ông khác rời xa bố, cả Shin và Hima cũng theo mẹ. Ngay lúc này bố đã hét to lên khiến khách hàng và đồng nghiệp hoảng sợ. Bố liền nói ra những lời cảm động tận đáy lòng trong cơn tuyệt vọng, khiến khách hàng cảm động vô cùng, ông ấy quyết định không hủy hợp đồng nữa. Sau khi nói xong bố Nohara mới bừng tỉnh và không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi tiễn khách hàng, bố lấy điện thoại gọi về nhà nhưng Shin vẫn đang nói chuyện điện thoại với bạn, còn gọi cho mẹ cũng không được. Lúc này sau khi xem phim xong, mẹ mới nhớ ra điện thoại nhưng khi quay lại kiếm thì không thấy đâu, mẹ nhìn thấy điện thoại rồi chắc là do Hima phá. Mở nguồn điện thoại lên thì thấy bố gọi rất nhiều. Mẹ gọi lại bố bắt máy và hỏi liên tục nào là sao lại cúp nguồn, điện thoại nhà sao không gọi được. Mẹ trả lời điện thoại do Hima làm cúp nguồn, còn điện thoại nhà không gọi được là Shin đang dùng. Mẹ ra lấy lại không cho gọi nữa vì Shin đã gọi quá lâu rồi đấy. Shin nói lại mẹ cũng xem TV lâu lắm còn gì nữa. Bố nghe Shin nói mẹ chỉ xem TV nên bố rất mừng. Sau khi mọi hiểu lầm đã được giải quyết, bố Nohara rất vui. Hôm nay bố sẽ về nhà sớm.